hàng đá chính thức quay trở lại, tự động fix full lỗi, bảo hành trọn đời duy nhất tại Max Mobile. iPhone SE 2 là chiếc iPhone nhỏ gọn thế hệ tiếp theo mà Apple đang chuẩn bị ra mắt vào đầu năm sau. Không giống như chiếc SE đầu tiên vốn được cho là hàng tồn, sử dụng linh kiện tái chế từ những mẫu iPhone 6S hay là 5S đi trước. iPhone SE 2 sẽ mang đến rất nhiều thay đổi mà Apple lần đầu tiên áp dụng trở lại cho thế hệ di động nhỏ gọn, đã làm nên tên tuổi của họ cách đây nhiều năm. Việc tái khởi động lại dòng điện thoại SE sau 2 năm đóng băng không phải là một quyết định nhất thời của Apple. Đội ngũ lãnh đạo của Tim Cook đã đủ khôn ngoan để luôn biết chắc chắn họ sẽ thành công ở đâu, thất bại ở đâu để tối ưu nhất cho các kế hoạch trong tương lai của mình. Với thế hệ iPhone SE thì việc Apple làm mới chiếc điện thoại đã 2 năm tuổi này chỉ bởi một lý do duy nhất: sự ra mắt của iPhone X. Cần biết rằng với mẫu iPhone X mới ra mắt gần đây đã chắc chắn định hình một thiết kế hoàn toàn mới của điện thoại Apple trong tương lai. iPhone X mang đến một thiết kế nhỏ gọn nhưng lại có màn hình rộng nhất trong thế hệ iPhone từ trước đến nay, hơn cả những chiếc iPhone Plus vốn có kích thước to hơn tương đối. Nhưng thiết kế của iPhone X lại chỉ lớn hơn một chút so với iPhone 8, hay nói đúng hơn, iPhone X chính là chiếc iPhone tiềm năng để thay thế hoàn toàn iPhone 4,7 inch về mặt kích thước lẫn trong các chiến lược tương lai của Apple. Tuy nhiên thì dòng điện thoại 4 inch vẫn còn có đất diễn, Apple vẫn cần phải duy trì sự hiện diện của mình ở phân khúc cận cao cấp để có thể tiềm năng cạnh tranh hơn ở các thị trường đang phát triển như Ấn Độ chẳng hạn. Sau đó thì việc đem thiết kế màn hình không viền của iPhone X xuống một thiết kế có kích thước nhỏ hơn sẽ là một điều cần thiết. Và cần biết rằng xu hướng màn hình tràn viền hiện nay đã là không còn gói gọn trong những chiếc smartphone cao cấp mà đã mang xuống các dòng điện thoại cấp thấp hơn nhờ sự phổ biến đến từ các thương hiệu của Trung Quốc. Vậy nên iPhone SE đang rất cần một sự thay máu hoàn toàn hơn bao giờ hết. Việc tái khởi động dự án iPhone SE với một diện mạo của iPhone X sẽ là điều mà Apple thực sự cần cân nhắc. Và cùng với đó thì việc khai tử iPhone truyền thống với màn hình 4,7 inch cũng là việc nên làm để có được sự đồng bộ hơn trong chiến lược sản phẩm của công ty. Còn nhớ chính sự ra mắt của iPhone X mà bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus đã có một màn thể hiện rất tệ hại về mặt doanh số, mặc cho việc chúng thực sự vẫn là những mẫu máy tốt thuộc hàng bậc nhất hiện nay. Tức là trong tương lai, ba dòng iPhone mà Apple cần duy trì sẽ là iPhone SE mới, iPhone X và X Plus. Và đây cũng sẽ là điểm tốt nhất để giúp người dùng dễ dàng nhận dạng các sản phẩm của Apple hơn bất kỳ một thương hiệu nào khác. Còn về thiết kế của iPhone SE mới như đã được đề cập thì nó sẽ là một phép lai giữa màn hình không viền của iPhone X và khung kim loại của iPhone 5S. Do đó thì kích thước màn hình của thiết bị có thể dễ dàng được đẩy lên ngưỡng 4,7 inch thay vì 4 inch như iPhone SE cũ và thay thế hoàn toàn iPhone truyền thống. Tuy nhiên vì là một mẫu máy giá rẻ thế nên iPhone SE sẽ không thể có được những đặc tính cao cấp của iPhone X nghìn đô, màn hình OLED hay khung thép hay là mặt lưng kính. Mà thay vào đó thì khung nhôm cho iPhone SE sẽ tiếp tục được cải tiến cùng màn hình chỉ dừng lại ở độ phân giải HD, tấm nền IPS LCD mà thôi. Thế nhưng bù lại những chi tiết thiết kế mới hứa hẹn sẽ tiếp tục xuất hiện trên iPhone SE 2, có thể bao gồm cụm camera kép, cảm biến Face ID cùng khả năng sạc nhanh. Còn phần cứng xử lý của iPhone SE thì nhiều khả năng cũng sẽ nối gót người anh iPhone SE đi trước, vẫn là kiểu phần cứng thụt lùi so với thời đại khoảng 1 năm. iPhone SE 2 dự kiến sẽ được trang bị con chip Apple A10, RAM 2GB, tức là tương đồng với một mẫu iPhone 7 tiêu chuẩn. Còn về dung lượng pin trên iPhone SE 2 thì nhiều khả năng cũng sẽ không mấy nổi bật, khi nhiều thông tin cho thấy nó sẽ không có nhiều thay đổi so với trước, tức là cũng không vượt quá mức 2000mAh. Bù lại thì với độ phân giải màn hình thấp, kết hợp với khả năng xử lý tối ưu của iOS và con chip Apple A10 sẽ giúp máy có được thời gian sử dụng lâu trong ngành. Còn về mức giá của iPhone SE 2 sẽ là điều mà chúng ta cần quan tâm. Có thể thấy thì giá bán gần 1.000 USD của iPhone X là hoàn toàn không thể chấp nhận được nếu nó được áp xuống chiếc máy mới này. Dù kể cả được thừa hưởng nhiều công nghệ như Face ID hay là màn hình mới đi chăng nữa, thì thay vào đó tốt hơn Apple nên tiếp tục giữ mức giá loanh quanh khoảng 400 USD cho chiếc iPhone SE 2 để dễ dàng đảm bảo một thành công về mặt doanh số cho mẫu điện thoại của họ, cũng như là tránh dẫm chân lên các phân khúc iPhone cao cấp hơn, nhất là nơi mà iPhone X đang thực sự thành công. Nói tóm lại thì iPhone SE 2 không phải là không có cơ sở để thành công, ít nhất là khi Apple đang thay đổi hoàn toàn thiết kế của iPhone trong cuộc đại tu lớn nhất thập kỷ qua. Theo đó thì cũng cơ bản thay đổi dần thói quen sử dụng của người dùng đối với dòng điện thoại danh tiếng này. Và điều quan trọng nhất để giúp iPhone SE 2 đến được với số đông người dùng chính là sự biết mình biết ta từ Apple mà thôi. Ok, vậy là qua video vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về một số thông tin mới nhất của chiếc iPhone SE 2 trong tương lai. Nếu các bạn có bất kỳ ý kiến đóng góp gì thì hãy comment ở phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của My Channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nhé. Và đừng quên tham gia vào group Max Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Max Mobile nhé.